chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hello cả nhà. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ đi dạo phố Sài Gòn tại khu vực nhà thờ Đức Bà, đường sách và bưu điện trung tâm Sài Gòn đó cả nhà. Đây là công viên phía trước nhà thờ và tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Buổi sáng và buổi chiều thường có rất nhiều người dân và du khách đến đây chụp ảnh. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hiện vẫn đang còn trong quá trình trùng tu. Kể từ thời điểm khởi công trùng tu là đầu tháng 7 năm 2017. Cả nhà đang nhìn thấy hình ảnh đội xe xích lô đưa du khách nước ngoài tham quan thành phố theo tour du lịch. Kể từ năm 2010 thì thành phố đã cấm xích lô trong nội thành rồi cả nhà. Cho nên giờ đây chỉ còn có các nghiệp đoàn xích lô đưa khách tham quan Sài Gòn thông qua các tour du lịch của các công ty du lịch. Tòa nhà Bưu điện Trung tâm Sài Gòn khánh thành năm 1891. Đây là một công trình tuyệt đẹp, mang đậm kiến trúc Pháp. Phía trên vòm cửa có một chiếc đồng hồ cổ xưa, như tô điểm thêm nét hoài niệm ở nơi này. Xe hoa này là để cho khách chụp ảnh, có thu phí 20.000 một người đó cả nhà. Đây là khu vực đường sách nằm trên đường Nguyễn Văn Bình, bên cạnh nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Tên đường này được đặt theo tên của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Ngài từng cai quản Tổng giáo phận Sài Gòn trước đây. Tại đường sách này, chúng ta có thể thấy có rất nhiều nhà xuất bản sách và kinh doanh sách có mặt ở đây, như Thái Hà Book, First New Trí Việt, nhà xuất bản Trẻ, nhà sách Phương Nam, Đông A Book, Alpha Book, sách 24 giờ. Với rất nhiều đầu sách của các tác giả trong và ngoài nước. Đường sách mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ, tất cả các ngày trong tuần cả nhà. Đối tượng đến đây chủ yếu là những người yêu sách, sinh viên, học sinh. Ngoài ra cũng có một số du khách trong nước và nước ngoài ghé tham quan chụp ảnh.
Ở đây cũng có một vài quầy cà phê để mọi người có thể nghỉ chân, giải khát, thư giãn, hít thở không khí trong lành và thả hồn theo những trang sách còn thơm mùi giấy mới. Đến đây là cuối đường sắt, giáp với đường Hai Bà Trưng rồi đó cả nhà. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.